Người tiếp theo Lý Dân Nguyệt. Chắc chắn làm khó cho con. Lý Dân Nguyệt. Con nào là Lý Dân Nguyệt? Dạ. Kêu nãy giờ đâu? Nhanh lên. Tức khổ kìa. Chào các chị quan giám khảo, ta tên Lý Dân Nguyệt, ta đến từ Dân Nguyệt Y không phải. Ta đang kinh doanh một quán mì, sở trường của ta là món ăn từ chê. Thưa các chị giám khảo, ta nhất định sẽ cố gắng. Quay người qua đây. Chị gì? Cái thái độ gì đây? Kêu quay qua, tại sao chổng đít vô mặt người ta vậy? Nói chuyện không qua lưu loát, ta sợ làm các chị quan giám khảo sợ. Trời đất ơi, qua gian cát không tuyển đầu bếp nữ có mặt bị tật đâu bà. Nhìn đi. Tự nhiên bây giờ hết bị rồi. Nương tử của ta cả gan dám lén trốn ra đây. Cô tên Lý Dân Nguyệt. Nếu dẹp Trần Nguyệt Nhi ngay tại đây, e là sẽ làm cô ấy mất mặt. Lý Dân Nguyệt, có chồng chưa bà nội? Năm ngoái, hình như có một đầu bếp nữ. Vì nó mình đã thành thân, nên bị quỷ đi tự cách rồi. Không có, chưa lấy chồng, chưa có chồng. Cô không có chồng, cô không thể nào không có chồng được. Tại sao ta không thể không chồng? Thì chắc là vì có chồng mà cũng như không, giống như không có chồng vậy. Má chưa có chồng gật đầu chi vậy má? Đúng rồi hả? Sao tự nhiên hồi nãy gật đầu vậy? Kỳ vậy ta? Dạ tại chết nó xe nhiều quá nên quên chồng chết rồi. Chồng cô đã chết rồi à? Phim được dịch và lồng tiếng tại ai? Đúng rồi, tại chồng ta nói nhiều quá nên chết rồi. Cô, không ngờ cô lại. Không ngờ cô lại nói chồng cô nói nhiều quá. Ôi, đạo chủ ơi, hay ngày để ta nấu ăn trước đi. Ngày hỏi nhiều câu quá, ta trả lời không được đâu.